Một nhà văn nữ gốc Việt, lần đầu tiên có một nhà văn nữ gốc Việt lọt vào top danh sách 4 người chung kết để có thể được đề cử giải thay thế cho Nobel Văn chương năm 2008. Vì năm nay giải Nobel Văn chương tạm ngưng một năm từ thời đệ nhị thế chiến thứ nay, thì đây là một lần đầu tiên mà giải Nobel Văn chương phải tạm ngưng một năm do những cái tai tiếng cũng như những scandal liên quan tới giám khảo. Và thay vào đó thì họ thay bằng một cái giải mới được gọi là giải thưởng mới cho văn chương. Và với giải thưởng mới cho văn chương này thì năm nay có 47 người khắp nơi trên thế giới được đề cử. Và sau một vòng tất cả những độc giả khắp nơi trên thế giới bình chọn thì cuối cùng vào finalist, tức là vào chung kết, chỉ có 4 người mà thôi. Và trong đó có một nhà văn nữ Việt Nam cùng với nhà văn Pháp, cùng với nhà văn Nhật và một người ở Anh. Và Trà My hân hạnh có được người nữ văn sĩ đó ở đây ngày hôm nay với chúng tôi ở đài VOA là nữ nhà văn Kim Thúy. Cô là một người Canada gốc Việt Nam, đã từ bỏ rời bỏ Việt Nam sau cuộc chiến năm 75 cùng với gia đình đi vượt biên sang trại tị nạn ở Malaysia và sau đó định cư ở Canada. Và từ đó tới nay thì cô đã trải qua rất là nhiều nghề khác nhau trước khi đến với nghề viết văn. Và tuy cô chỉ viết ít thôi nhưng tất cả những tác phẩm của cô đều rất là ấn tượng và có rất nhiều tác phẩm của cô được nhiều giải thưởng danh giá. Và Trà My một lần nữa xin giới thiệu đến quý vị nhà văn Kim Thúy. Chào chị Thúy rất là nhiều. Cảm ơn chị. Chào. Dạ. Lời giới thiệu của chị hình như là quá hay. Em không còn gì để nói thêm. Cảm ơn chị rất là nhiều vì ngày hôm nay lặn lội trong một cái lịch trình rất là bận rộn. Chị Thúy có mặt ở DC này. Chúng tôi đang ở trước tòa nhà Thư viện Quốc hội nơi chị Thúy có một chặng dừng chân để nói chuyện với những người quản thủ thư viện ở đây, bàn về những cuốn sách mà chị viết về di dân. Và trong lịch trình 2 ngày thăm DC lần này, rất may mắn Trà My có được cơ hội nói chuyện với chị Thúy chốc lát rất là ngắn thôi. Xin chị Thúy giới thiệu một đôi phút về cái chuyến đi lần này thưa chị. Chuyến đi lần này thì phần lớn là gặp các đại học và cái chương trình là do Đại sứ quán Canada tổ chức. Thành ra mà cái này tất cả tổ chức trước khi cái biết cái tin vui này. Thành ra là không có dành thời gian để mà gặp, chứ lần tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Dạ, cái chuyến đi này để nhằm giới thiệu chị với độc giả Mỹ. Tại có những người thầy trong chương trình này đã từng gặp em ở New York hay là ở Quebec, ở những nơi khác nhau. Dạ. Và người ta đã dạy dùng cái cuốn sách này để không phải dạy mà đọc với lại các học sinh và các sinh viên. Thành ra bây giờ có mặt em thì là coi như em có thể gặp thẳng với lại sinh viên một và trao đổi giao lưu với chính tác giả. Thì trong đó có George Mason, Georgetown, với lại George Washington University. Đúng rồi, với lại vài cái high school. Là chị đã dừng chân ở những cái gọi là trường trung học cũng như trường đại học nổi tiếng nhất ở thủ đô nước Mỹ này để giới thiệu, để nói về cuốn sách của mình. Vậy thì cái phản ứng, cái sự đón nhận của sinh viên học sinh Mỹ đối với tác phẩm của chị như thế nào? Quá vui, là tại vì khi mà em vào trong lớp thì em không có nghĩ là các học sinh đó đã đọc qua. Nhưng mà tất cả học sinh đều có đọc qua hết và có rất là nhiều câu hỏi cho em. Và khi mà mình có câu hỏi thì mình có thể trao đổi được. Cho nên em có thể trao đổi về rất là nhiều vấn đề. Và trong đó là cả tiếng Pháp nữa. Tại trong đây là có rất nhiều học sinh mà chuyên ngành về tiếng Pháp. Thành ra mặc dù ở Washington DC nhưng mà em đã có thể thuyết trình và trao đổi bằng tiếng Pháp. Thành ra cái đó em rất là vui vì em cũng rất là sợ mà tiếng Pháp mình bị mất đi hay là rất là ít người dùng. Nhưng mà bây giờ biết ra thì rất nhiều. Chị vừa nói đó là cũng là một cái lý do để Trà My giới thiệu thêm là tất cả những cuốn sách của chị viết bằng tiếng Pháp và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong đó có một cuốn rất là đặc biệt thưa quý vị, đó là cuốn Ru. Chỉ một từ thôi, Ru. Và cuốn sách đó đã được dịch ra 15 thứ tiếng, xuất bản trên 20 nước trên thế giới. Có ở Việt Nam không chị? Không, hiện tại thì chưa. Nhưng mà là bây giờ nó đã được tới 27 rồi chị. Quá vui. Vì sao chưa có Việt Nam trong những nước mà mình phát hành? Có thể nói là một phần cũng là em, mà cũng một phần cũng bên xứ Việt Nam mình, thì là bên Việt Nam mình thì cũng hơi, nói chung là cái vấn đề mà vượt biển nó cũng khó nói hiện tại, cũng còn nói chung là em không biết nói sao, cũng không có rõ ràng luôn về cái vấn đề đó. Thành ra cái cuốn sách này thì nói nhiều về cái chuyến đi đấy. Thành ra bên các nhà xuất bản
bản thì cũng hơi lo, không hiểu là nếu mà mình in ra thì sẽ thế nào. Rồi một phần bên em thì nói thì có thể là mình đợi một tí, khi nào mình cảm thấy thoải mái rồi thì khi nào mà ở Việt Nam mình cảm thấy thoải mái rồi thì mình in cũng không sao, riêng không có trễ. Vâng, riêng cuốn sách Ru đó thưa quý vị, là ngoài những cái gọi là sự đón nhận khắp nơi trên thế giới như vậy, còn được đưa vào trường giảng dạy ở Canada, phải không ạ? Và đặc biệt đó là cuốn sách này đã đưa tên tuổi của chị đã vươn xa hơn cả với biên giới Canada. Ngoài những cái giải thưởng rất danh giá của Canada thì cả tất cả những cái nơi khác trên thế giới, nhất là ở phương Tây, họ đều biết tới cái cuốn Ru này. Cái nội dung, cái cốt truyện nói về những cái trải nghiệm của chính bản thân chị, một thuyền nhân vượt biển. Rồi đi qua trại tị nạn là một người tị nạn và tới nơi định cư mới là một di dân. Tại sao chủ đề di dân, chủ đề tị nạn lại theo suốt chị trong tất cả những cái tác phẩm mà chị thành công? Tại vì em nghĩ hồi đầu thì em không phải là có cái ý định viết. Thứ nhất là tại vì em không có nghĩ em đủ sức để thành một nhà văn. Cái lúc đó là chị viết là chơi thế thôi. Em nghĩ là em chỉ làm cái đó trong vòng một tháng. Thành ra cái câu chuyện mà em hiểu rõ nhiều nhất là cái chuyện di dân là vì em là người tị nạn, xuất thân từ đó. Thì nhưng mà rồi một tháng đó nó thành 2 tháng, rồi 5 tháng, rồi 1 năm, rồi nó ra thành cuốn sách. Rồi cũng không nghĩ là cuốn sách nó lại được nhiều người đọc như thế. Và có thể nói là bây giờ đối với em thì khi mà có nhà báo hay là có một nơi nào mà mời em để nói lên cái quá trình của những người di dân thì em rất là cảm ơn được nói cho những người đó. Tại vì phần lớn ít khi mà mình đưa cái micro cho một người di dân nói hay là một người tị nạn. Thành ra nếu mà em đứng lên để mà em có thể nói được cho những người mà đã thứ nhất không có cơ hội để vượt khỏi biển đó và đã bị mất tích hay là bị chết ở biển, thì bây giờ em có cái trách nhiệm phải nói lên cho những người đấy. Và cũng giống như là khi mà em có cơ hội là em cứ nói thôi. Đấy, thì là tại vì giống như mình biết bây giờ cũng rất là nhiều vấn đề di dân và tị nạn. Thành ra là em có cái hên là em đã đến được Canada. Thành ra bây giờ là cái cách của em để mà truyền tải lại những cái thông điệp và những cái lời chia sẻ. Đó là cái động cơ, cái nguyên do mà chị viết những cuốn sách chuyên về những cái chủ đề đó. Nhưng mà tuy nhiên ở trên thế giới này đó, mình thấy những cái cuốn sách mà nói về di dân với cái chủ đề đó thôi là đã đánh động cái sự quan tâm của rất là nhiều người. Mà đặc biệt là những cuốn sách mà đoạt giải đó, thì như là mình thấy ở cộng đồng người Việt mình thôi, anh Nguyễn Thanh Việt, anh cũng nhận được một cái giải rất là danh giá là Pulitzer, cũng về vấn đề di dân và cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà em có thể nói là trong cái cách em viết thì cũng không hẳn là về cái vấn đề tị nạn và di dân không. Đối với em cái quan trọng nữa là giới thiệu cái đẹp của cái văn hóa của Việt Nam mình. Tại vì em đi hồi em 10 tuổi, ở nhà vẫn nói tiếng Việt, vẫn có thể đọc được tiếng Việt, và em có cơ hội trở về Việt Nam làm việc. Thành ra em giống như là không biết nói sao hả, là discover, khám phá trở lại cái đẹp của cái văn hóa Việt Nam mình. Thành ra em muốn giới thiệu cái đó cho các độc giả, không phải độc giả người Việt Nam mình không, mà tất cả độc giả của nhiều xứ khác nhau. Thành ra trong đó có thể nói là hơi hãnh diện về cái đẹp của cái vẻ đẹp của Việt Nam mình. Và cái truyền thống và cái cách sống, cái ăn uống hay là đủ thứ, cái cách suy nghĩ, cái bản sắc của Việt Nam mình. Thành ra từ những cái nhỏ của Việt Nam mình mà nhiều khi mình quên, không để ý tới, giống như cái chữ Ru thôi, mình không bao giờ nghĩ cái chữ Ru mà nó đẹp như vậy. Đến cái ngày mà khi mà em tìm ra cái tiếng Pháp, thì cái tiếng Pháp để mà nói lên chữ Ru ấy, thì cái câu nó rất là dài, là Bercé un enfant jusqu'au sommeil. Tuy nhiên mình Ru con ngủ là phải đi, từ giống như là một cái gì rất là dài, nhưng mà cái chữ nó chỉ là một chữ thôi. Thật ra em thấy nó hay quá đi, là em phải chia sẻ nói chung. Và với cái tựa sách đó thì cái cuốn sách đó cũng là một cuốn rất là thành công. Mà chị nghĩ là thành công của cái cuốn Ru đó là do là cái bản sắc văn hóa, cái tính chất Việt Nam của chị gửi vào đó, hay là cái trải nghiệm của một người di dân
dân hay là cái lối viết văn mượt mà thanh thoát, cái nào làm cho cái yếu em tố nghĩ nào? Cái đó là hên đó chị. Tại vì rất là nhiều sách hay. Trời, mình không nghĩ là hên, không ai hên như vậy hết. Có chứ, nhưng mà nhiều khi nó cần phải có hết tất cả, giống như người ta nói có hết tất cả những cái ngôi sao mà nó đi đúng cái đường gì cái tự nhiên của nó. Thành ra em nghĩ là em rất là hên là tất cả những cái điều kiện nó đi đến cùng một lúc, nó làm cho cái cuốn sách được được đi đến khác đến độc giả. Nhưng mà cái màu sắc Việt Nam trong sách hay là cái chủ đề di dân có của thể cuốn là sách? Cần hết những cái đó chị, chung là hết. Và có thể nói phần lớn khi mà người ta tặng cho em một cái gì đó thì sẽ nói với em là tại cái cuốn sách này nó lạ, là đúng, nó nói về những cái chuyện cũng hơi khó, những cái trải qua rất là khó nhưng mà lại rất là nhẹ nhàng và rất là kêu là cái gì ha, positive và sao rất chị? Là tích cực và rất là trong đó nó không có nặng nề quá, thành ra có thể cái khác nhau, cái khác tí xíu về cái cuốn sách này là về ở cái mặt đấy là nó không có nặng quá. Vâng. Chị chọn văn học, văn chương làm cái con đường để mà tạo dựng sự nghiệp, mà chị cũng qua văn chương để chị tạo nên tên tuổi của mình, rồi cũng chỉ vì văn chương mà chị gửi gắm tất cả những cái gì gọi là đặc sắc nhất của mình, của người Việt Nam, của một người di dân gốc Việt. Vì sao là văn chương mà không phải là một lĩnh vực nào khác? Có thể là một lĩnh vực khác, em không có chọn văn chương. Văn chương nó đến với em là tại vì em ngủ gục quá nhiều ở đèn đỏ, thành ra một trong những cái cách mà để mà em thức ở đèn đỏ, tại khi mà đèn đỏ mà mình ngủ gục ấy, thì cái xe nó lại nhúc nhích một mình, nó xảy ra tai nạn. Thành ra là hồi đầu là em ăn hạt dưa để mà đừng có ngủ gục, nhưng mà rồi hạt dưa riết thì hư răng ấy, thành ra mới đổi ra thành là trong lúc dừng đèn đỏ viết, dùng đèn đỏ viết. Thành ra cái cuốn sách này là do từ những cái đèn đỏ và em thích quá, thành ra em tìm những cái đèn đỏ mà lâu nhất, dài nhất ở Montreal ấy, đi vòng nhiều khi đi một cái vòng vậy để đi tìm cái đèn đỏ dài thiệt dài để mà mình có thể viết tí xíu. Chứ em không có nghĩ là em dùng văn chương đâu. Rồi cái cuốn sách này đó do một đứa bạn nó cầm đấy, rồi nó đem đi đến nhà xuất bản thôi, chứ không phải em không có liếm tem, không có bỏ vào bao thơ, không có gửi gì hết. Cái này là một đứa bạn nó đem đến thì cái cuốn sách nó lại được chấp nhận rất là nhanh. Nhưng mà em không có chọn cái này là ai chọn em, chứ em thành chỉ là kêu là cái gì, messenger hả chị, là sao, một người chuyển tải thông điệp thôi đấy. Đấy thì có thể là trong năm tới hay trong 5 năm nữa cái vai trò đó sẽ đưa cho một người khác, thì em ngừng em đi làm chuyện khác. Vậy là chị đến với văn chương trong một cái dịp rất là tình cờ, ngẫu nhiên, không hề có chủ ý. Cái này văn chương tới với em giống với em tới với văn chương. Phải nói là một tài năng rất là đặc biệt, nó tiềm ẩn trong mình mà mình không biết cho đến lúc mà nó có cơ hội được bộc lộ ra. Và cũng cảm ơn chị là nhờ những cái cây đèn đỏ và người Việt của mình có một gọi là tài năng về văn chương. Nhưng mà không phải đâu chị, cái này nó đúng lúc đúng thời, cái câu Việt Nam mình hay nói như thế, thì em nghĩ là em chỉ nói lên một cái vấn đề đúng lúc và đúng thời, hay là cái cách em viết nó hơi lạ hay là nó thế nào ấy, mình không giải thích được. Nếu mà mình giải thích được tại sao một cái cuốn sách nó thành công á, thì tất cả nhà xuất bản chỉ in sách thành công thôi. Chị thấy không? Thật sự là hên rất nhiều. Mà rất đặc biệt ở cái chỗ là một cuốn sách á, cái tuổi thọ mà nó sống được trên thị trường cao lắm là nửa năm. Cuốn sách Ru một lần phát hành đã best selling, tức là đã bán chạy rồi. Sau 4 năm lại phát hành, lại bán chạy nhất nữa. Bây giờ nó là gần 10 năm, năm tới là 10 năm mà bây giờ nó giận. Không, là tại vì có những xứ như Ukraine. Đấy, nãy em nói chị 27 thứ là tại có những cái xứ mà em không bao giờ nghĩ mà sẽ mua cái cuốn sách là xứ Ukraine. Ukraine mới vừa mua và mới vừa in ra cuốn Hư bằng tiếng Ukraine. Thành ra là đấy, thành ra em cảm tưởng là cuốn Hư cũng còn mới, giống như là em bé. Tại vì nó nói về di dân, một cái đề tài không bao giờ gọi là bị quá thời và bị lỗi thời. Mà cái đó là rất là buồn. Rất là buồn là cái vấn đề đó không phải là di dân không, mà là cái vấn đề tị nạn. Mình chỉ mong là một ngày nào đó mình không cần
dùng cái chữ đó nữa thôi. Nhưng mà rồi chiến tranh hết ở đây thì đến kia nó cùng cái chiến tranh đó, nó cứ đi lặp lại ở nhiều xứ khác nhau. Thành ra em, nếu mà nói vậy thì em rất là buồn là cái, nếu cái cuốn sách này nó tiếp tục nói được trên cái vấn đề mà của hiện tại bây giờ chứ là đây. Thành ra em mong là một ngày nào đó cái cuốn này nó chỉ nói về một cái chuyện rất là xa xưa, không ăn nhầm gì với cái thời tình thời hiện tại lúc này. Dạ, dạ. Hiện tại lúc, vâng, này. Là một người bước ra từ cuộc chiến tranh Việt Nam, viết về những trải nghiệm của một di dân, một người tị nạn gốc Việt. Chị muốn nhắn nhủ gì, cái thông điệp của chị đối với người Việt nói riêng và đối với thế giới nói chung? Em mong là tất cả những người Việt mà có sống qua cái thời điểm đó sẽ ngồi xuống và viết, không cần mình là người thích viết hay không. Nếu mình không thích viết thì có thể là kể lại để cho những cái thế hệ sau có được những cái bài bản đó. Em rất sợ là cái thế hệ của ba mẹ em là những người sống thẳng với cái thời điểm đó sẽ một ngày nào đó mất đi. Thì cái chuyện đó cũng không có phải là xa. Trong 10 năm, 20 năm nữa là mình mất hết kêu là sao em biết nói sao là những người witness, nhân chứng của lịch sử sẽ mất đi, thì mình sẽ mất đi cái trang lịch sử đấy. Tại vì rất ít sách viết về cái đó. Thì này em rất mong là tất cả người Việt Nam mình đều ngồi xuống để viết một tí xíu về cái lịch sử của mình và tặng lại cái đó cho các thế hệ sau. Chị nói với cái niềm mong mỏi đó, nhắc nhớ Trà My tới một điều là thế hệ trẻ ngày nay đó, thay vì họ nhìn vào văn chương, văn học, thơ văn này kia, thì họ tập trung quan tâm hơn tới những lĩnh vực kỹ thuật số hay là những cái lĩnh vực mà gọi là khoa học kỹ thuật. Không mấy ai có thời gian dành cho văn chương, thì chị có suy nghĩ gì về cái đó là đó? Tại vì khi mà mình tị nạn mà qua tới mà mình di dân như vậy, thì hồi lúc đầu mình chỉ muốn làm sao để tìm lại được cái thăng bằng hay là cái đời sống nó yên ổn. Thành ra mình tìm những cái công việc hay những cái nghề nghiệp nó dễ cho mình cái thăng bằng đó. Nhưng mà em nghĩ các lớp trẻ hơn em sẽ có được cái privilege mà có thể ngồi xuống bỏ ra một năm, hai năm để mà viết. Tại tự nhiên trong một năm, hai năm đó mình viết thì cũng tự nhiên là không có lương, không có nào có cái, mà viết sách thì đâu có thường thì không có làm tiền được, là tại vì chỉ được 10% của cái giá bán, đúng không? Thì không biết là phải bán bao nhiêu cuốn sách mới sống được. Thành ra phần lớn khi mình chọn được cái nghề viết là mình có được cái privilege để mà để làm được cái vấn đề đó. Nhưng mà thành ra em mong là trong những cái thế hệ sau sẽ không có bị cái sức ép của cái hàng ngày, của cái sống của hàng ngày. Không có bị những cái áp lực của cuộc sống để tìm tới văn thơ nhiều hơn, ghi lại, truyền tải những cái thông điệp. Nhưng mà em mới gặp ở đây này, có một nhóm là kêu là người Asian American mà là văn thơ đấy, nguyên nhóm ở đây, và mỗi năm có một cái festival ở Washington. Thành ra em nghĩ từ từ chị sẽ thấy rất nhiều. Vâng, bây giờ nói về Việt Nam, chị cũng đã có từng đi về Việt Nam mấy năm, 3-4 năm luôn, và nơi đó chị sanh đứa con đầu lòng phải không? Không, trở về Canada sanh, nhưng mà là tôi nó có sống ở bên đấy với em. Tức là một thời gian đủ dài để có thể mình có một cái gì đó lưu luyến. Chị về Việt Nam với tư cách là một luật sư làm việc cho một hãng luật rất danh tiếng của Canada, về cố vấn cho Việt Nam trong cái việc mà cải cách pháp lý. Với trải nghiệm 4 năm ở Việt Nam, sau cái chuyến đi vượt biển trở về như vậy, chị có nhận thấy những cái suy nghĩ của mình về quê cha đất tổ, về Việt Nam nó thay đổi? Không phải thay đổi mà là em nhầm cơ. Là tất nhiên mình nghĩ là mình hiểu Việt Nam, nhưng mà sau 20 năm khi trở lại thì Việt Nam là một cái xứ khác rồi, giống như tất cả xứ ở đâu cũng vậy, nó có cái sự thay đổi tự nhiên của một nơi. Thành ra khi em trở về, thứ nhất là em sanh ở Sài Gòn, mà khi em trở về làm việc là làm ở Hà Nội, thành ra coi như là một xứ mới. Thành ra tất cả đều phải học hỏi trở lại, và nhờ cái học hỏi trở lại đó em mới tìm ra được cái vẻ đẹp đặc sắc của Việt Nam mình. Nếu mà em không có trở lại Việt Nam trong 4 năm đó thì em nghĩ em sẽ không có viết được, và em sẽ không có biết làm sao để mà appreciate, trân quý, trân quý cái vẻ đẹp của Việt Nam, riêng của Việt Nam mình. Đấy, thành ra nhờ cái 4 năm đấy
nhờ đi trở về một cái nơi mà mình nghĩ mình biết mà mình không biết. Thành ra nó cả một cái em biết nói sao hả? Là một cái học hỏi mà mình phải làm lại. Về cái giải thưởng mà thay thế cho giải Nobel văn chương năm nay, mà hiện bây giờ chị là một trong bốn người chung kết cuối cùng có thể là khôi nguyên của cái giải này. Không có. Chắc chắn là không có. Không, chị quá khiêm tốn, nhưng mà từ những cái tác phẩm của chị, những cái thành tựu của chị thì đã cho người ta thấy rằng là người ta mến mộ, người ta yêu quý tác phẩm của chị như thế nào, mà nó có sức mạnh lay động lòng người ra sao. Với cái việc mà chị rơi vào bốn người trong danh sách top đầu tiên đó, chị có suy nghĩ gì về điều đó không? Em nói từ chị như thế này nha, là trong bốn người đó là khi mà được vô đó là tại vì tính theo số người đã bỏ phiếu. Thành ra em nghĩ là tại vì em thấy thôi quá chuyện quá lạ mà em được trên đó, thành ra em cho tất cả những người mà độc giả của em biết là em được lên đó, thì tất cả những người độc giả của em cũng quá ngạc nhiên, thành ra người ta cũng đi bỏ phiếu cho em. Còn trên, chị tưởng tượng trên 47 người đó, trong đó có J.K. Rowling, có Margaret Atwood đấy, em nghĩ chỉ 0.01% của những người độc giả của J.K. Rowling mà đi bỏ phiếu ấy, thì em không, em đã không có tin 40 người đó rồi. Nhưng mà chắc J.K. Rowling không thèm để ý đến, thành ra không có kêu độc giả của mình đi vô, thành ra em mới tự nhiên được đi vô, không đi vào cái 4 người này. Cuối cùng một cô gái gốc Việt đi vào cái danh sách 4 người cuối cùng gọi là tiềm năng khôi nguyên của giải thưởng này. Thì chẳng mình nghĩ cái yếu tố may mắn không có trong đây đâu, mà nó là một cái sự đắn đo cân nhắc của biết bao nhiêu người bình chọn, phải không ạ? Và đó là cái sức mạnh của cái ngòi bút của một di dân, một người tị nạn. Nhưng mà có thể là tại vì gia đình em cũng hơi đông người. Gia đình em đi bỏ phiếu cho em. Và dù sao đi nữa thì đây cũng là một cái niềm hãnh diện. Chị quá khiêm tốn về cái niềm hãnh diện này thôi. Nhưng mà mình thật sự là chúc mừng chị vì đã có tên trong danh sách này. Nếu như chị lãnh được cái giải thưởng này thì chị nghĩ rằng là Em mong là em không lãnh được cái giải thưởng này nhé. Tại vì nếu mà em lãnh giải thưởng này thì giải thưởng này nó bị mất giá trị đi. Thành ra em muốn là Gaiman hay là bà Condé thắng, để mà cái giải này nó vẫn là rất là có giá trị, và em được là finalist của một cái giải giá trị. Còn nếu mà em thắng thì chết mất, cái giải nó mất ý nghĩa hết. Đó chỉ là suy nghĩ của chị thôi. Cái này thật đấy. Vâng, một cuốn sách mà đã đưa vào trường giảng dạy thì nó không có đơn giản đấy. Nó rất là đặc sắc. Những người kia có thể là những cây cổ thụ, nhưng mà họ không viết về một cái vấn đề nhân văn, nhân bản, khơi động lòng người như chị em thấy. Không biết cái quá dễ thương vậy. Nhưng mà chị nói là chị chỉ là một người mới mẻ, mới bắt đầu vào con đường văn chương thôi. Những người khác đã là những cái gọi là lão làng rồi. Thì chị nhìn thấy con đường phía trước của mình, mình mới ở điểm bắt đầu, thì con đường phía trước của chị ra sao? Em không bao giờ thấy được quá 24 tiếng hết. Đấy, khi mà em nhìn cái công việc của em chỉ thấy được có 24 tiếng một lần rồi. Cái đầu em nó quá nhỏ, chị biết không? Em chỉ thấy được bữa nay với lại 24 tiếng nữa thôi. Nếu mà xa hơn nữa thì nó loạn ở trong không trong, có hoạch định gì trong tương lai, trong con đường thơ văn không của có mình. Thì miễn mà cứ mỗi ngày cố gắng làm maximum của mình, tối đa của mình, cái sức của mình được thôi, rồi ngày mai mình tính tiếp. Tại vì theo như lịch sử cho thấy, tất cả công việc nó có thể thay đổi trong vòng vài giây, vài phút thôi. Nếu mà cái chiếc tàu của tụi em mà còn ở ngoài biển 15 phút nữa thôi thì em đã không có mặt ở đây rồi. Đấy, thành ra em nghĩ rất là khó mà nhìn xa được. Thành ra thôi bây giờ mình cứ cố gắng tối đa. Trong lúc hôm nay làm maximum rồi. Tính tiếp nữa, cố gắng tối đa. Mà chị Trà My mong chị là cố gắng đậu đèn đỏ nhiều. những cái ghi chú nho nhỏ biến thành những cái cuốn sách rất lớn. Một thắc mắc nữa, tại sao sách của chị toàn có tựa đề một chữ, chỉ một chữ thôi? Tiếng mà tiếng Việt của mình á là chỉ có một syllable thôi, có một. Nhưng mà đúng nếu không? Thay vì một cái tựa năm chữ thì chỉ ru hay là mãn hay là vi. Tại vì nói chữ mãn không là đã có ý nghĩa rồi. Chữ vi không đã có ý nghĩa. Cái hay của cái tiếng Việt Nam mình là chỉ một cái sound thôi, một tiếng là thôi, đã có ý nghĩa lớn rồi. Là đã có một cái ý nghĩa vô cùng lớn. Chữ mãn nó đẹp cỡ nào, chị thấy không? Để mà em vẫn chưa tìm ra được
cái tiếng dịch bằng tiếng Pháp cho cái chữ mãn. Vâng. Đúng rồi, không? Cái mãn là mãn nguyện, nó hay. Yeah. Ôi, không, tiếng Việt nó có cái nét đặc biệt đó. Nó nhìn cái chữ không là thương rồi. Yeah. Một cái thắc mắc nữa là tại sao cả một tác phẩm viết tiếng Pháp nhưng cái tựa lại viết tiếng Việt? Yeah. À, nhưng mà phần lớn cái chữ hư đó chị, tiếng Pháp cũng có ý nghĩa. Nhưng mà chị lại viết tiếng Việt R-U, R-U. Đúng, tiếng Pháp cũng R-U, R-U có nghĩa là một cái dòng nước rất là nhỏ mà từ ở trên từ trên núi xuống đây. Rồi mãn thì em nghĩ nó tiếng Anh nó giống như man đó chị, M-A-N đó hả. Còn vi thì nó hơi giống tiếng Pháp là c'est la vie đấy. Là cuộc sống, thành ra lúc nào cũng có cái ý nghĩa của hai cái thứ tiếng mà em biết. Nhưng mà lúc nào em cũng cố gắng có cái tiếng Việt Nam, tại vì em muốn độc giả của em thấy được cái chữ viết của tiếng Việt Nam mình. Đấy, thành ra bây giờ rất là nhiều người sẽ biết một ít nhất là một chữ tiếng Việt. Right. Những cái người độc giả của em biết ít nhất là một chữ tiếng Việt. Còn trong tiếng Mãn là em gần như mỗi trang em đều có viết một chữ tiếng Việt hết. Đấy, thành ra để mà người ta thấy được là tiếng Việt mình là có dấu ngã, có dấu hỏi, có dấu nặng. Mặc dù là viết là ABC nhưng mà nó có những cái đặc điểm đấy của tiếng Việt. Để giới thiệu giống văn như hóa là Việt. Đeo hoa gắn bông rồi đấy. Yeah. Để có cái hơi cái là cái hương thơm, hơi hướng của tiếng Việt trong đó. Rồi, thành ra là khi mà đọc là người ta cảm thấy là đây là người một đang, đang tìm ra thấy một được người tìm. Nhà văn Việt Nam, không phải nhà văn Tây hay nhà văn Anh, mặc dù là viết tiếng Tây hoặc là tiếng Anh thôi. Đúng rồi. Rất là đặc biệt, những cái của chị bắt đầu, những cái sự khởi đầu rất là đơn giản, rất là bình thường thôi, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó vô cùng lớn, đặc biệt nằm ở chỗ đó. Em thì không có cái kiểu là gì, không phải hy vọng mà không có cái ambition xa đến mức độ đó. Nhưng mà đấy, bây giờ thì em rất là hên là em không có phải, em không dám lái xe nữa, là tại em ngủ gục quá sức ở trên xe, thành ra phần lớn là viết ở trong máy bay. Bây giờ nếu như mà chị đạt được cái giải thưởng văn chương mới, giải thưởng mới cho văn chương năm nay, tức là giải thay thế giải Nobel Hòa Bình chỉ trong năm nay đó, thì chị có thông điệp gì gửi tới giới trẻ, gửi tới độc giả của mình, người Việt nói riêng và độc giả trên thế giới nói chung? Em nghĩ thứ nhất là mình càng ngày càng ít đọc, mình nghĩ là mình càng ngày càng ít đọc, nhưng mà thật ra mình vẫn đọc rất nhiều. Phần lớn em nghĩ mấy đứa trẻ bây giờ nó chỉ đánh, nó không có kêu điện thoại nữa mà là chỉ đánh message thôi. Thành ra thật sự ra là mình viết nhiều hơn hồi xưa chứ không phải là mình viết ít hơn hồi xưa, mà có thể là mình cũng phải đọc nhiều hơn hồi xưa là với bây giờ. Nhưng mà còn em không biết nói sao, đối với em thì cái quan trọng là tất cả mọi người mình đều viết, chứ không phải là chỉ văn sĩ mới viết. Là tại vì tất cả những cái gì mình viết mà mình để lại cho con cái hay là để lại cho một cái thế hệ mới là một cái giống như cái cura hả chị, là cái nó tiếp tục. Và cái đó là do Việt Nam mình, chỉ là mình là con cháu của ông bà chứ không phải là mình chỉ là mình. Thành ra em mong là lúc nào mình cũng viết để mình để lại cho đấy, và có thể I hope, em mong là tất cả người Việt Nam mình nói riêng, và đối với em cái đó quan trọng nhất, là tại vì cái trang đó không có trong một cái quyển sách lịch sử nào dạy ở trong trường hết. Thành ra mình nên giữ chính mình trong cái hội đồng của mình, có thể là mình nên viết thật nhiều để mà mình bỏ vô. Cái ước mơ của em lớn nhất này giống như là có một cái bảo tàng mà có hết tất cả những cái câu chuyện của từng người Việt Nam mình mà đã sống qua cái thời đó, bỏ vào đó giống như một cái hộp ấy. Rồi các thế hệ sau có thể trở vô để mà đọc từng câu chuyện một. Đấy, em mong như thế. Của lịch sử Việt Nam, của cuộc chiến Việt Nam, của người tị nạn Việt Nam, những của người kẹp. Việt Nam. Đó là cái đó, em muốn có một cái bự giống như một cái to giống như cái Congress Library, và tất cả người Việt Nam mình là một mảnh ghép của cái bức tranh lịch sử đó. Cái đó là cái thông điệp của tác giả Kim Thúy, nhưng mà thông điệp của quý độc giả, những người theo dõi chị và fan hâm mộ của chị, nếu mà chị đặt thắng được cái giải này thì thông điệp của họ gửi tới chị sẽ là: đây là một người phụ nữ gốc Việt, một người tị nạn gốc Việt, đã giúp chúng tôi ghi tên người Việt Nam vào cái trang sử sách
của một giải thưởng lớn, và đó cũng là một cái niềm hãnh diện của người Việt trên văn đàn quốc tế. Và chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã có những cái đóng góp như thế cho cộng đồng người Việt khắp nơi. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Mà nếu em nếu em không có tất cả những người Việt đó, những người bạn hay là những người mà bạn của bạn của bạn, thì em đã không viết được cái cuốn sách đó. Đó là cả một cái sức mạnh của một cái dân tộc. Thành ra em muốn nhấn mạnh cái đó, là cái em viết không phải là câu chuyện của em, mà là cái sức mạnh của cả một cái dân tộc của mình. Và em vô cùng hãnh diện. Em không hiểu tại sao Việt Nam mình hay thế. Nói chung là em là người ngưỡng mộ đầu tiên của người Việt Nam mình và của văn hóa Việt Nam. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã ghi dấu ấn Việt Nam trên văn đàn quốc tế. Và Trà My thành thật rất là mong, cầu chúc chị là sẽ được thắng giải thưởng lần này. Đừng. Và con đường kế tiếp, trên bước đường kế tiếp của chị sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa, sẽ có nhiều cuốn ru hơn nữa đến với độc giả khắp nơi, những người yêu mến chị và những người theo dõi chị thường xuyên. Và quý vị theo dõi chị Kim Thúy đó thì sẽ biết là cái giải thưởng này là giải thưởng mới cho văn chương, tức là thay thế cho giải Nobel năm 2018, chính thức sẽ được loan báo kết quả vào ngày 12 tháng 10. Và lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra ở Stockholm vào ngày 9 tháng 12 năm nay. Em còn không biết nữa, là tại vì em chắc chắn không, em không có cần có mặt thành ra. Quý vị phải đón theo dõi và cổ vũ cho Kim Thúy. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho VOA bên lề một chuyến thăm DC, tình cờ đến DC đi gặp gỡ độc giả Mỹ và nói về những cái tác phẩm, những đứa con tinh thần của mình và những thành công cảm của chị. Cảm ơn chị. Trà My xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón theo dõi tới khúc cuối, và xin hẹn gặp lại trong một chương trình sau.